Shindo Rintaro, anh là Second Rider trong Color Saber, được thầy của mình, người sở hữu thủy kiếm đời trước truyền lại cho quyển Lion Senki cũng như thanh thủy kiếm. Anh là người kế thừa sức mạnh của nước. Vẻ bề ngoài vô cùng nghiêm túc và điềm đạm của Rintaro cho chúng ta cảm giác anh ấy là một người vô cùng chững chạc, nhưng trong thâm tâm của anh lại là một người tốt bụng và tử tế, sẵn sàng chỉ dạy tất cả những kiến thức của mình về kiếm thuật cho Toma, một người vốn dĩ không phải là một kiếm sĩ chính thống, được nuôi dưỡng và đào tạo bởi Sword of Logos từ nhỏ do gia đình của anh đã không còn. Thông qua sự luyện tập cũng như cống hiến của mình, anh đã được tổ chức vô cùng tín nhiệm và được trao cho nhiệm vụ đi thu thập lại quyển sách Ray Dragon trên tay của Toma, chứng kiến sự kiện tấn công của đám Magic và nhiệt huyết của Toma khi thức tỉnh được thanh hỏa kiếm. Anh đã có cái nhìn khác về Toma và sẵn sàng giúp đỡ anh trong trận chiến tiếp theo.